xem nha. Quá rồi. Rồi chân còn lại chạy nữa bạn. Hay cha. Không biết chạy cái đầu máy gì. Mà cái vỏ này hình như là chở tôm chở gì đó bạn. Rồi ở đây thì của Vĩnh Thuận nha các bạn. Và chặt cua. Hay cha, chặt cua vô đây. Thôi. Vô đây gặp cái có cái ghe bầu đang ra các bạn. Tiếp tục ở đây thêm ba đang vô một tàu nữa. Đây thì một chiếc cây gom. Cây gom cũng về ăn Tết luôn các bạn ơi. Ở đầu cái gì con chưa? Đó, còn ra đây thì cũng đang vô ha. Ồ, bên đây thì một chiếc đang nằm về nữa các bạn. Ồ, không làm chạy nước ghê nè. Tiếp chưa? Hôm nay quá đẹp cái đầu luôn. Cây ghê Kiên Giang. Rồi, cái này là của Hồng Phúc. Đây, tập trung dạng Tết hết nha các bạn. Ở đây là bến Tập Cầu á. Hôm nay cũng đang đánh lái nhau quá trời.
biển luôn. Quá đẹp kìa. Mất có đi ghê không? Chào các bạn trong người nhé. Thôi các bạn trong người cùng xem ha. Hôm nay mình quay cảnh của tàu biển, các tàu ghe về ăn Tết nha các bạn. Wow, chạy rồi nè các bạn. Hôm nay cũng ngày 27 Tết này nha các bạn. Các tàu ghe đang gom về để mình đón Tết năm mới các bạn ơi. Wow, tàu hết hồn cái tàu luôn. Cái này của Bạc Liêu. Mình hiện tại mình quay ở đây thì tại cái trang cảng Tắc Cậu các bạn. Này bến phà Tắc Cậu luôn. Thấy tàu ghe nó là ngay cũng đang kìa, tập trung về cũng rất là đông luôn. Đậu trên đoạn đường sông cũng rất nhiều các bạn. Vậy các bạn những người cùng xem. Tàu này thì cũng đang chạy về. Đang chạy kiếm bến đậu mà. Quá đỏ luôn. Cái tàu này chắc lên cá này kia xong xuôi hết rồi. Thấy nổi phao rồi các bạn. Hết hồn cái bồ luôn. Thôi tàu tàu bán nước đá mà. Kiếp thật, cái bồ nổi. Tàu bán đá. Đây là tàu tải mà. Tải bán đá luôn. Bán nước đá. Bán đá. Này tàu tải các bạn ơi, đang cập bến. Anh làm gì mà thấy kêu đang thế. Rồi, chắc cập bến lâu này có thấy mấy anh thủ dày dữ rồi. Máy này mà chịu nạt một cái cũng là dữ lắm nha các bạn. Hơi nghe một cái là sướng luôn, không biết câu câu pin hay gì đâu nữa. Khủng khiếp. Ở bên đây thêm một tàu các bạn. Ốc tàu đang chạy ra kìa. Quá các bạn thấy hơi không? Quá trời đang tập rồi. Phải nghiêng luôn. Đỉnh chưa? Hết xì. Rồi các bạn, chặt cua một cái nguyên tạo luôn rồi. Ở đầu luôn ha. Wow, mấy ông này chắc lớn lắm không? Wow, thời nha. Kiếp. Cái tàu này chắc cũng tàu tải các bạn. Cà Mau ha. Thế vậy. Cái đoạn đường này
đoạn đường từ ở sông Cái lớn chạy lên sông Cái nhỏ đó các bạn. Chạy kiếp hồn kinh trời. Rồi máy ga này thì cũng về Tết luôn rồi đó các bạn ơi, chạy chuyến này cũng là về Tết luôn rồi ha. Hôm nay cũng là 27 rồi, mấy anh này thì chuyển về cũng có thể là về tới Đồng Tháp luôn á. Rồi tiếp tục đem một tàu vô nữa nha các bạn. Rồi rồi con tàu này có ông tàu nhỏ vậy kiếp chưa. Rồi đâu rồi, đây quá trời, con tàu này vô cẩm đứng luôn nha các bạn ơi. Tới đây là phải chặt cua. Cái này gà một cái của nó bê kìa. Má ơi. Sao chạy kìa. Ghê trời. Thank you.